Tuy rằng các tướng lãnh, các vong linh, các anh hùng sĩ, đồng đội đã mất, nhưng anh không chết. Đồng của cố nhạc sĩ Trần Thị Thanh do câu lạc bộ dân nghệ của khu hội cùng thực hiện chính trị sẽ đưa chúng ta về anh không chết đồng đội. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.